em nên được cú cho đội nào? Hả? Em nên cổ vũ cho đội nào? Em thích đội quê mình hay đội chồng em? Quê tao mà cổ vũ em à? Bắc Ninh áo căng lạ lạ. Mày mặc lôi. Để chị đỡ cô đơn. Không, em yên tâm, chị lát nữa chị cũng chạy thôi. Chị sẽ phái thử một thằng khác ra. Chị làm gương rồi. Làm gương. Để lùi lại tí, nhắc lại. Sát biên nó không nhìn thấy. Để nhìn thấy vạch biên. Chị nhiều có bao giờ anh quyết đâu. Chị đang tìm trọng tài. Chị đang tìm trọng tài là ai? Đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với diễn biến chính trong hiệp đấu thứ nhất giữa hai đội Bắc Ninh FC và đội chủ nhà Real Tomama FC. Xuất phát trong hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ Real Tomama FC đang ra quân với trang phục truyền thống áo đỏ quần đỏ tất trắng. Và các cầu thủ FC Bắc Ninh ra quân với áo cam quần đen tất xanh. Đây là trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu 5 đội. Sau hai lượt đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Real Tomama đang có một trận thắng và một trận hòa. Một trận hòa và một trận thua. Xin lỗi quý vị. Và các cầu thủ FC Bắc Ninh đang có một trận hòa và một trận thắng, có 4 điểm trong tay. Các cầu thủ Bắc Ninh đang nhập cuộc với sự tự tin rất mạnh liệt. Ngay từ những phút đầu tiên thì nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Họng pháo trên hàng công trong trận đấu này được đặt lên đôi vai của Quyết Torres, cầu thủ mang áo số 28. Anh có thể hình rất lý tưởng. Cục diện của các cặp đấu đang rất căng thẳng. Sau hai lượt đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Real Tomama đang gặp rất nhiều bất lợi. Các đội bóng tham gia giải giao hữu năm nay có nền tảng kỹ thuật và thể lực rất tốt, rất xuất sắc. Cường Nona, bóng vẫn đang trong chân của Cường Nona, rất khéo. Sơn Kevin là cầu thủ người gốc Cameroon. Cộng hòa Congo. Khép lại kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2020 thì bầu hiệp đã đưa Sơn Kevin về với chủ sân Real Tomama. Trận đấu này được diễn ra trên sân Tora, sân nhà của Real Tomama FC. Các cầu thủ Bắc Ninh FC thực hiện một quyền pha đá phạt. Cầu thủ số 12 đang đứng trước bóng, rất có thể là một pha sút luôn, rất nguy hiểm, rất xuất sắc. Minh Tân đã làm chủ. Lại một pha phất bóng dài của Minh Tân. Đem đến giải đấu giao hữu năm nay, đội chủ nhà Real Tomama sử dụng rất nhiều các cầu thủ trẻ nhằm cọ sát tinh thần, rất nguy hiểm. Một pha phạt xuống rất hay của tiền đạo số 10 bên phía Bắc Ninh FC. Ở phía sân đối diện là cặp đấu giữa hai đội Hải Dương FC và Thạc Khê FC. Có thể nói đây là một cặp đấu tranh ngôi vị nhất nhì của giải đấu ngày năm nay. Hải Dương FC đang có 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Đây rồi.
Cường Đôn ạ. Và chồng cánh rất hay. Trung ạ. Rất nguy hiểm. Bóng đã chạm sang ngang. Và sút xa rất hay của hậu vệ cánh số 96 bên Bắc Ninh FC. Rất tiếc bóng đã tìm trúng sang ngang. Cầu thủ 96 sở hữu thân hình rất lý tưởng và một khuôn mặt rất điển trai. Cường Đôn ạ. Đến với giải giao hữu năm nay, mảnh đất Kinh Bắc đem theo rất nhiều mục tiêu. Sút xa, nguy hiểm không vào. Hàn Sơn, Sơn Kevin và giả chân rất nhanh của Sơn Kevin. Cầu thủ bên Bắc Ninh FC, thủ môn đã rất vất vả mới có thể đẩy được pha bóng vừa rồi. Phạt bóng rất hay. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Bắc Ninh FC. Cầu thủ 96. Huy Béo. Động tác thừa của Huy Béo. Đó, pha đá phạt lên cho cầu thủ Bắc Ninh FC. Pha tỉ thì ấy rất kỹ thuật của Đình Kính. Trọng tài đã không có từ còi. Rất hay. Tiếp tục. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Vẫn chưa có tiếng còi của trọng tài. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi, bảo mọi người lùi lại em thôi. Cả đội bạn nữa. Chúng ta có thể thấy thời tiết trên sân rất ủng hộ hai đội. Nắng đã tắt. Rất kỹ thuật. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các thủ Bắc Ninh FC. Một pha chọc khe. Thì Béo đã cất được bóng. Quyết Torres. Quyết Torres. Không được rồi. Rất kỹ thuật. Đã có một pha vào bóng từ sau của các cầu thủ Real Thomas. Một pha đá phạt. Có rất đông khán giả theo dõi trận đấu này trên sân Tô Đạ. Chúng ta hãy cùng rất đông khán giả. Cần một nhịp nữa đi. Cần nhịp nữa kìa. Rồi. Rất nguy hiểm. Đình Kính. Và mở cánh rất thoáng cho Huy Béo. Lại một pha truyền dài cho Quyết Torres. Rất cồng kềnh Quyết Torres. Không được rồi. Một mình Quyết Torres tả xung hữu đột giữa hàng thủ của các cầu thủ Bắc Ninh FC. Anh đã không thể làm gì được. Gọi cho sang để cả cái kia đấy. Cái gì mùi gì á. Hả? Gọi trường sang làm gì. Cả cái kia làm gì. Đình Kính. Những pha che chở rất khôn ngoan của Đình Kính. Một pha đá phạt lên. Phút thứ 9 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Quyết Torres. Quyết Torres truyền cho Cường Đôn ạ. Huy Béo. Căng ngang. Không được rồi. Huy Béo đã quá lăn nốt trong tình huống bóng vừa rồi. Pha phản công của Bắc Ninh FC. Khắc Việt đã đoạt được bóng. Rất kỹ thuật. Bóng sân của các cầu thủ Bắc Ninh. Rất kỹ thuật. Làm gì đây? Hoàn hô thủ môn Minh Tân. Bóng đã đưa đi hết đường bên góc. Và đá phạt biên cho cầu thủ Bắc Ninh FC. Real Thomas thực hiện quyền thay đổi người. Khắc.
Khắc Việt ra sân và Nong Rio vào sân. Xuất sắc. Hoano Cardona. Cái đùi của Cardona đã cắt được pha bóng trong tình huống bóng vừa rồi. Phút thứ 10 của trận đấu. Xuất hiện trên màn hình của quý vị là rất nguy hiểm là đội trưởng Xuân Tuấn. Xuân Tuấn đã cũng là một cầu thủ đang sinh hoạt trong biên chế của Bắc Ninh FC, nhưng trong giải giao hữu năm nay thì anh trở về với câu lạc bộ chủ quản Real Tom AC để cùng với các đồng đội đối mặt với lại Quyết Toilet. Một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Và phát bóng rất nguy hiểm. Hoàn hồn Minh Tân. Minh Tân đã rất bình tĩnh trong pha bóng vừa rồi. Đình Kính. Còn Luna. Rất hay. Và chọc khe rất hay của cầu Nona. Bóng đi nhanh như chớp và chúng tôi đã không theo được tình huống bóng vừa rồi, rất đáng tiếc. Sức ép liên tục được các cầu thủ Real Toma FC tạo ra nhằm hòng tìm kiếm bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Hoàn hô công và quả người rất tinh tế của Sơn Kevin. Tiếp tục Real Toma thực hiện quyền thay đổi người. Sau khi nhận thấy thủ môn của Toma dâng cao thì cầu thủ FC Bắc Ninh đã có một pha ra trận rất nhanh từ bên phần sân nhà. Huy Béo đã được rút ra sân, thay vào đó là Xuân Tuấn. Chúng ta vừa nhắc đến Xuân Tuấn. Liệu Xuân Tuấn sẽ làm gì với đội bóng mảnh đất Kinh Bắc thân yêu? Những pha đối đầu rất duyên nợ. Lượt đấu cuối cùng sẽ là một cuộc đấu rất duyên nợ giữa FMB FC và cầu thủ Real Toma FC. Quyết ủa anh Quyết rồi. Quyết rồi. Rất quyết liệt. Những pha tranh chấp rất quyết liệt giữa sân. Pha ra phạt cho các cầu thủ Bắc Ninh FC. Rất bế tắc. Một pha phá bóng chịu một quả đá phạt biên của thủ môn bên phía Bắc Ninh FC. Ui. Quyết Toilet cũng là một cầu thủ sinh ra trên mảnh đất Kinh Bắc. Rất khéo léo, Cường Nô La. Và trình báo Quyết Toilet. Không được rồi. Mười giây. Những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Trọng tài đã đổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của
Trận đấu giữa FC Bắc Ninh và Real Tom FC kết thúc kèm một tỷ số vẫn đang là không đều. Mời quý vị và các bạn đến với một phút quảng cáo. Trang trang. Thuê nhà tìm bất động sản Real Tomama. Đá bóng cũng tìm Real Tomama.